bán nhanh cho anh em là mua chiếc Win này nhá. Xe này là khách của mình, người ta đang dọn dở, anh em nghe rõ nhá. Còn mình không dọn Win đâu, mà anh em đang dọn dở. Nhưng chắc là về vợ con không thích chẳng hạn, chắc xe tay côn vợ con không thích, nhờ mình bán lại thôi. Đấy, giá chỉ vài triệu thôi anh em nhá. Anh em mà mua về, mình cam kết cho anh em là xe đang nổ bình thường, máy êm. Đấy, đầu bò với cả các thứ là êm chất. Còn hình thức thì như ảnh như video đây. Còn anh em mà hỏi mình là đồ lô, đồ zin thì xin lỗi anh em là mình không quan tâm. Mình chỉ biết là mua vài triệu, bán vài triệu. Mình nghĩ vài triệu cũng chẳng còn nhiều đồ zin nhiều đâu. Đấy, đấy, tình trạng xe thế nào thì có video đây. Đấy, số đẹp như ảnh video mình bán có vài triệu thôi. Anh em chủ mua thì alo nhanh cho mình. Và số điện thoại của mình là 0358 444 888. Nhấn mạnh cho anh em mình nhận ship toàn quốc cho anh em, nhận xe gửi tiền. Ship Bắc Nam 500, ship Đông 600, ship Tây Cà Mau 700 nhá. Mình nhìn qua hơi đầu bò vẫn là zin đấy. Đấy, lốc vẫn là zin, nói chung là bốn món là zin đấy. Con này win xịn đấy. Cho nó dọn để nó đi, còn những cái khác mình không quan tâm đâu. Vì anh em nghe cái giá vài triệu nó khác cái giá vài chục, mới cả hơn chục rồi đúng không? Vài triệu bạc con win đấy. Anh mua bốn món nó là mấy triệu rồi nhá. Đấy, có vài triệu thôi anh em chủ mua alo nhanh cho mình. Xe dân nó đang đi bình thường. Đấy, nhưng mà xe cho anh em về dọn. Chứ mình thấy thợ con xe này về anh em phải dọn lại đi với con này được. Còn anh em dọn anh để đi việc của anh em. Tôi chưa biết tôi bán là tiền nào của ấy anh em nhá. Chủ mua thì alo nhanh cho tôi. Qua số điện thoại Zalo, Facebook, YouTube của tôi. Đấy, tôi nhận ship cho anh em toàn quốc luôn. Nhấn mạnh là ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền. Đấy. Con xe là máy êm đấy anh em nhá. Đấy, chủ mua thì alo cho mình nhá. Đấy. Biển cũng rất là đẹp luôn, 0356 luôn, biển 356 tiến luôn này. Đấy. Xe thì nó có thế thôi, mình bán mình không dọn đâu. Nhưng mình rất nhiều việc để dọn, nó rất là bận ấy. Những dòng xe này nếu về nó mà dọn nó vô giá lắm. Anh em dọn đồ lô nó rẻ chứ anh em dọn đồ zin ấy, vài chục triệu vào may nó chưa ra cái gì. Thế mình nói qua thế cho anh em biết. Còn bây giờ tiền có thế nào mình bán như thế thôi. Đấy, là con xe nó đang dọn dở. Nhưng mà vợ chắc không đồng ý dọn, mình tay côn vào không đi được. Nhờ mình bán. Mà bán có vài triệu thôi, mà vài triệu là bao nhiêu thì anh em alo cho mình. Đấy, cảm ơn anh em. Đấy, chúc anh em buổi tối vẻ nhá. Anh em xem mình nhớ like và đăng ký kênh của mình. Theo dõi mình. Đấy. Anh em nên nhớ là tiền nào thì của ấy. Xe đẹp tiền đẹp, xe xấu tiền xấu. Có thế nào mình bán như thế. Đấy, anh em mua về và mình ship cho anh em toàn quốc nhá. Nhấn mạnh cho anh em nhận xe gửi tiền. Nó đang dọn dở anh em ạ. Dây điện dưới của thòng lòng này. Anh em về anh em làm nhá. Còn anh em nhờ mình dọn thì mình cũng rất là bận nên chưa chắc đã dọn được. Trừ khi anh em phải có thời gian rồi anh em quá tin tưởng mình, biết mình rồi mình nhờ mình dọn. Còn cứ mua về mà dọn cho đỡ đau đầu. Để anh em biết được giá trị cái xe nó dọn lên nó như nào. Đấy. Ok nhá. Cảm ơn anh em theo dõi mình trong thời gian qua. Anh em xem nhớ like và đăng ký mình. Đây mình sẽ cho cái video nổ tiếng nổ cho anh em xem. Đấy. Đây anh nhá, giật phát nổ luôn anh em nhá. Giật một phát nổ luôn này. Máy nổ từng tiếng. Từng tiếng nhá. Bịt lại này, bịt lại này. Đấy, không tiếng động nhá. Đấy, cho nghe tiếng động này. Không tiếng động nhá. Cam kết cho anh em nổ máy êm. Đấy. Và xe này xe khách đang dọn. Nhưng mà không dọn nữa nên mình mua mình thanh lý thôi. Đấy, từng tiếng nhá. Vành bánh là ok hết nhá. Đấy, vành bánh xe riếc đây nhá. Bình xăng đây nhá. Xe dân đang dọn bình thường mà nhá anh em nhá. Ok. Đấy, chào tất cả anh em nhá. Dẫn cho xem. Đấy, dẫn phát nổ luôn nhá. Đấy, dẫn phát nổ luôn. Ok nhá. Chào tất cả anh em.